hy hữu chuyện bố ruột thuê người bắt cóc con để tống tiền bà nội. Một vụ gian cảnh bắt cóc tống tiền vừa được Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công. Vào tối ngày 8 tháng 7, một người phụ nữ 53 tuổi, ngụ tại phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, trình báo con dâu và cháu ruột 6 tuổi nghi vấn bị bắt cóc. Trước đó, hai người này đi mua sách không về và bà vừa nhận được tin nhắn yêu cầu mang 200 triệu đồng để chuộc người về. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, nạn nhân là trẻ em, Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức khẩn trương truy tìm giải cứu. Khẩn trương truy xét đến 12 giờ ngày 9 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự cùng Công an thành phố Thủ Đức phối hợp với các đơn vị có liên quan đã đưa đối tượng nghi vấn là Vũ Quốc Sơn, sinh năm 2000, ngụ phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức về làm việc. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, tên này khai nhận đã được con ruột và con dâu của người phụ nữ báo án thuê để dàn cảnh vụ bắt cóc này nhằm chiếm đoạt tài sản của chính mẹ ruột mình. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về vụ việc.